Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một trung tâm thương mại của quận 7 nha các bạn. Nó có tên là Christine Mall ở số 101 Tôn Dược Tiên, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ok, bây giờ cùng vào trong với mình nha. Đây là phía bên trong này các bạn. Ồ, ở đây có cái hồ. Anh Hữu, ở đây có cái hồ nè. Cá chứ hồ bơi gì. Ồ, cá, tắm cá nè. Wow, cá nhiều chưa. Cá này cá gì. Tắm đặt tên cho nó đi. Ồ, con cá này đẹp nè. Ở bên này nó bị chói nha. Đó, đẹp chưa. Cái nào đẳng cấp. Đâu đẳng cấp đâu. Cái này là cái gì á? Là nấm biển nữa. Ồ, là nó sống luôn hả? Ừ, sống. Hay sao mà nó động đại vậy? Sống lắm. Ồ, nấm hả? Ui, có nhiều cái lạ lạ lạ. Ừ, cái nó không phải là nấm đâu anh, nó là san hô đấy. Cái này là san hô. Ồ, bên này nữa, đi qua đây hả? Khi mà bước ngay vào cổng của Christine Mall thì mình sẽ thấy một cái hồ cá rất là lớn nha các bạn. Đây. Ok. Đây là nhà hàng Thái. Nằm ngay sảnh đầu tiên luôn, sảnh 1. Khi mà mình bước vào cổng. Bên phía bên trái là nhà hàng Hokkaido Sushi Hokkaido. Ồ, có mấy chị em người Nhật rất học sinh luôn. Họ đang vẫy tay với mình ạ. Gọi là cái gì? Hốc ra đâu rồi? Đi vào một trong xíu nữa thì đó là cửa hàng Bắc Kính nha các bạn. Đấy. Vào đây xem nữa nào. Christine Mall quận 7 là một trong những trung tâm thương mại chuẩn quốc tế đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Ở đây thì nó là một cái khu phức hợp cung cấp các dịch vụ như là nhà hàng, mua sắm, khu vui chơi giải trí. Trung tâm thương mại này thì cũng giống với lại những cái trung tâm thương mại khác. Nó được mở cửa vào lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tuy nhiên thì khu bán hàng bên trong mall có thể mở cửa ra sớm hơn. Khi mà mình đến với lại Christine Mall thì mình có thể ăn gì, chơi gì và mua gì thì hôm nay cùng mình khám phá nha. Các quán ăn ở Christine Mall khá là đa dạng và phong phú. Ở đây tập trung các quán lẩu, nè nướng, buffet đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Tại trung tâm thương mại thì không chỉ có các nhà hàng Việt Nam mà các nhà hàng mang thương hiệu nước ngoài như là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc được tập trung rất là nhiều ở nơi đây. Bên đó là khu gì đó Thắm? Đồ chơi hả? Wow, đồ chơi nhiều chưa? Hả? À, mùa lạnh đó hả? Phải không? Nhưng mà mấy cái này là cái gì? Robot hả hay gì? Mango là một cái thương hiệu chính hãng thời trang hàng đầu quốc tế nha. Quần áo ở đây dễ thương ha. Phong cách ở đây rất là trẻ trung năng động. Đấy. Khu tầng 1 này thì rất là nhiều các thương hiệu quần áo, người lớn cũng như là trẻ em. Khi mà đến đây thì các bạn tha hồ lựa chọn và mua sắm cho mình những cái bộ trang phục thật là đẹp và hàng hiệu. Thời trang Kevin cũng là cái thời trang mà gọi là nổi tiếng về độc quyền. Đây là thời trang cùng với cái phong cách trẻ trung, cá tính và riêng biệt. Cái này kiểu thiết kế mà nghiêng về gợi cảm này, năng động cũng có nha, cá tính. Rất gọi là gì? Fashion. Rất là đẳng cấp nha các bạn.
Khi mà đi lên tầng 2 thì mình thấy hàng loạt các cửa hàng thời trang của thương hiệu Muji nó nằm ở lối đi lên của tầng 2 nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trong này thì sẽ là văn phòng phẩm, những cái thứ mà phục vụ cho văn phòng. Thì bên này còn có đồ ăn và thức uống, đồ ăn nhẹ. Bên này là các loại sô-cô-la trắng này các bạn. Món này là gì? Cũng là sô-cô-la luôn. Dâu sấy phủ sô cô la. Món này là gì? Bánh quy vanilla và quả gì? Phủ trăng là quả trăng. Này đây nha. Bánh gạo sô cô la, bánh snack ngô bọc sô cô la. Cái này là cũng là bánh ốc quế nè, sô cô la luôn nha các bạn. Còn cái này là bánh gì? Bánh quy nhân kem sô cô la. Bên này sẽ là hàng mật ong nha các bạn, cùng với lại các loại hạt, rồi gì đây ta, cà phê. Có rất là nhiều loại trong cái gian hàng này luôn nha các bạn. Còn bên này là gì? Mì hả? Sốt pasta. Những cái loại sốt này là để làm mì ý á các bạn. Bên này là đồ kiểu là gia dụng bếp á các bạn. Những cái này gọi là tạp dề ở bếp nha, tập về trong bếp này các bạn. Đó, phải không anh? Em phải hỏi thôi ạ. Hôm nay cái gì đây anh? Chắc là đựng những cái tập về này nè các bạn. Đây là những cái khăn nha, khăn bếp, chất liệu rất là cô tông à. Xếp lại nè, để lên. À, rất là cái này kiểu dạng như vintage á. Này những cái hộp nhựa hả? Túi dây rút cotton, túi dây. À, mình sẽ đựng những cái hộp này xong cái mình rút lại vậy nè. Đây là những cái túi dây đựng đồ. Đây là cái giỏ đi chợ. Món này là cái gì? Silicon. Mấy cái hộp nhựa silicon nè. Nói chung bên này là sẽ những cái hàng gia dụng này, những cái chén bát rất là đẹp luôn. Đũa cũng đẹp đấy nha. Để ý, đồ Nhật á là cái đầu đũa rất là nhỏ và mình thích ăn những cái đầu đũa như thế này nha các bạn. Đấy. Một đôi như này thì có giá. Lớp phủ bề mặt gỗ tự nhiên, gỗ anh đào. Một đôi như thế này là có giá 179.000 ạ. Wow. Không bịch, không nắm móc. Ok,
mình sẽ đi qua những cái gian hàng khác nha các bạn. Neko nè. Đây là khu vực Adidas nha các bạn. Bên trong này thì bán chuyên đồ của Adidas, quần áo, giày dép, mũ nón các kiểu nha các bạn. Đây là khu vực tầng 3 nha các bạn. Đấy. Ở tầng 3 thì sẽ tập trung những cái cửa hàng quần áo, thời trang, giày dép, và ở phía góc bên tay phải là những cái chuỗi hàng quán ăn đó các bạn, các tiệm ăn. Như là trước mặt mình đó là King BBQ nè, tàu hủ salam nè, hot pot nè, rất là nhiều món luôn. Chuỗi nhà hàng luôn nha các bạn, nào là gà rán nè, pizza hay là những cái món Thái nè. Đấy. Rồi 48 bistro. Và chào các bạn, đây là khu tầng 6 của Christian Mall nha các bạn. Đây là khu vực tầng 6. Theo bản đồ thì ở đây sẽ có Haji Lao Hot Pot. Haji Lao xin mời đi lối này, nhưng mà lên đây thì không biết cái lối nào là đi Haji Lao luôn. Và như vậy thì mình đã tham quan xong cái khu thương mại này rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay nhé. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like và một subscribe để làm động lực ủng hộ mình, để mình lại tiếp tục làm kênh nha, mình phát triển kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.